Xin chào các bạn, chào mừng đến bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Tâm điểm của bản tin sáng này sẽ là kết quả của trận chung kết Carabao Cup giữa Chelsea và Liverpool, cùng với đó là kết quả của những trận đấu hấp dẫn tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay, cũng như những tin tức nóng hổi nhất xung quanh chuyển động của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến với phần tiêu điểm ngay sau đây. Liverpool giành chức vô địch Carabao Cup sau trận chung kết đầy kịch tính. Barcelona nối dài mạch chiến thắng. AS Roma giành chiến thắng nghẹt thở trong những phút cuối cùng. Marcelo Bielsa nói lời chia tay với Leeds United. Trận đấu cuối cùng của Carabao Cup mùa giải này đã không khiến cho bất cứ ai phải thất vọng, khi hai đội Liverpool và Chelsea đã cống hiến một màn trình diễn thật sự mãn nhãn, xứng đáng với tính chất của một trận chung kết với đầy đủ những diễn biến kịch tính và điên rồ nhất. Một thế trận đôi công rực lửa đã tạo ra với vô số những cơ hội nguy hiểm ở cả hai đầu sân trong suốt 120 phút. Nhưng ngày hôm nay, hai thủ môn Kelleher và Edouard Mendy xứng đáng là những người chơi hay nhất bên phía cả hai đội, khi sự xuất sắc của hai người gác đền này đã khiến cho các chân sút ở hai bên phải thực sự nản lòng. Cũng phải nói rằng các tiền đạo của cả Liverpool và Chelsea đã có một ngày thi đấu khá vô duyên, thậm chí đã có đến 3 lần bóng được đưa vào lưới của hai đội, nhưng trong cả 3 lần đó thì các trọng tài đều không công nhận bàn thắng. Bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức và cả thời gian thi đấu hiệp phụ, hai đội đành phải dắt tay nhau vật lộn luân lưu đầy may rủi. Tại đây thì những diễn biến kịch tính vẫn chưa dừng lại. Lần đầu tiên trong lịch sử mới có một trận chung kết Carabao Cup chứng kiến loạt sút luân lưu kéo dài đến vậy, bởi 21 cầu thủ của cả Chelsea và Liverpool đều đã tỏ ra rất bản lĩnh để không mắc bất cứ sai lầm nào trên chấm phạt đền. Và chớ trêu thay, người được huấn luyện viên Thomas Tuchel tung vào sân chỉ để bắt luân lưu là thủ thành Kepa Arrizabalaga lại phải đóng vai nhân vật chính theo cách mà anh không ngờ nhất, khi chính Kepa sút hỏng quả phạt đền cuối cùng, qua đó giúp Liverpool trở thành nhà vô địch của Carabao Cup năm nay sau một trận chung kết xứng đáng điểm 10 về mặt kịch tính và cảm xúc. Trận đấu duy nhất tại Premier League trong buổi tối ngày Chủ nhật cũng là một trận đấu khá đáng chú ý giữa hai đội bóng nằm trong cuộc đua top 4 là West Ham và Wolverhampton. Đội khách Wolves là những người nắm quyền kiểm soát trận đấu này, nhưng số cơ hội mà hai bên tạo ra thì lại nhiều ngang nhau. Cầm bóng nhiều nhưng không thể tận dụng thành công, đoàn quân huấn luyện viên Bruno Lage đã phải trả giá khi họ để cho tiền vệ Thomas Tuchel ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho West Ham ở phút 59 của trận đấu này. Với chiến thắng này, búa tạ tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 4, khi lúc này họ chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Manchester United đúng 2 điểm. Barcelona đã tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng của mình khi nối dài mạch chiến thắng lên con số 3. Lần này bại tướng của họ là đối thủ kỵ giờ Athletic Bilbao. Đây là một trận đấu mà đội bóng xứ Catalan tỏ ra hoàn toàn áp đảo và những bàn thắng đến với họ như một điều tất yếu. Tân binh Aubameyang tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi chính anh là người lập công mở tỷ số ở trận đấu ở phút thứ 37. Sang hiệp 2, đến lượt Ousmane Dembele khiến người ta phải nhắc đến tên mình với một siêu phẩm từ góc hẹp ở phút 73 để nhân đôi cách biệt. Với 3 điểm có được trong trận đấu này, đội bóng xứ Catalan đã chính thức vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tại Serie A, AS Roma của huấn luyện viên Jose Mourinho đã phải trải qua một trận đấu nghẹt thở cho đến những giây cuối cùng. Trong chuyến làm khách đến sân của đội bóng yếu Spezia, những tưởng AS Roma sẽ một ngày thi đấu dễ dàng khi đối thủ sớm phải nhận tấm thẻ đỏ ngay khi trận đấu mới trôi qua được một nửa. Nhưng các chân sút đội khách trong một ngày thi đấu vô duyên đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra. Tổng cộng 30 cú sút đã được thực hiện nhưng không một lần bóng được đưa vào lưới. Khi mà tất cả đã nghĩ về một kết quả hòa thất vọng dành cho Mourinho và các học trò, thì bước ngoặt lại bất ngờ xuất hiện khi trọng tài cho Roma được hưởng quả phạt đền ở những phút bù giờ và tiền đạo Tammy Abraham đã không mắc bất cứ sai lầm nào để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu khi đồng hồ đã điểm sang phút 90+9 và đem về 3 điểm trọn vẹn cho AS Roma. Và ngày hôm qua, câu lạc bộ Leeds United đã chính thức nói lời chia tay với huấn luyện viên trưởng Marcelo Bielsa. Quyết định sa thải này được Leeds đưa ra sau khi đội chủ sân Elland Road trải qua chuỗi phong độ quá tệ hại với 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó 4 trận đấu gần nhất họ đều để thua với cách biệt hơn 3 bàn. Thất bại với tỷ số 0-4 trước Tottenham vào cuối tuần vừa qua giống như một giọt nước tràn ly khiến cho ông Bielsa không còn có thể giữ được chiếc ghế của mình. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa được bổ nhiệm vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Leeds United vào năm 2018 và thành tựu đáng kể nhất của ông là đưa đội bóng áo trắng đến chức vô địch của giải hạng nhất vào năm 2020 và giành tấm vé lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Sau khi Bielsa nói lời chia tay với Leeds United, đội bóng này cũng nhắm được cái tên thay thế nhiều khả năng, đó sẽ là cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ RB Leipzig, ông Jesse March.
Tương lai của ngôi sao Robert Lewandowski tại Bayern Munich bỗng trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng chân sút người Ba Lan có thể nói lời chia tay với hùm xám vào mùa hè tới. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Lewandowski muốn một sự cam kết rất rõ ràng từ Bayern Munich trong bối cảnh hợp đồng giữa hai bên chỉ còn thời hạn đến cuối mùa giải năm sau. Ngôi sao số 9 vẫn hy vọng có thể tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena, nhưng anh muốn gia hạn hợp đồng ngay vào lúc này hoặc ra đi vào mùa hè tới, bởi Levy không muốn rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm sau. Cho đến lúc này vẫn chưa có cuộc đàm phán nào giữa Bayern và người đại diện của ngôi sao người Ba Lan, còn Lewandowski vẫn đang chờ đợi động thái từ đội bóng của mình. Chiến thắng với tỷ số 3-1 của Paris Saint-Germain trước đối thủ Saint-Étienne vào ngày hôm qua chứng kiến màn trình diễn vô cùng ăn ý của hai ngôi sao Kylian Mbappe và Lionel Messi, khi siêu sao người Argentina đã kiến tạo cả hai bàn thắng để Mbappe lập công. Phát biểu sau trận đấu, chân sút người Pháp đã hết lời khen ngợi người đàn anh của mình và khẳng định anh rất thích được thi đấu bên cạnh Messi. Anh ấy đúng là một cầu thủ tuyệt vời, tôi rất mừng cho anh ấy, bởi chúng ta đều biết anh ấy đang phải thích nghi với một môi trường mới, một đội bóng mới. Nhưng anh ấy đang chơi ngày một tốt hơn, anh ấy bắt đầu cảm thấy hạnh phúc và như tôi đã nói, nếu như chúng tôi có một Messi đẳng cấp thì đội bóng sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thi đấu bên cạnh anh ấy là điều vô cùng dễ dàng, tôi luôn muốn được thi đấu cùng với những người giỏi nhất. Và ngày hôm nay chúng tôi đã có được sự kết nối trên sân. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi được sát cánh bên cạnh Messi. Trận đấu giữa Everton và Manchester City đã được người ta nhắc đến rất nhiều trong suốt ngày hôm qua bởi tình huống gây tranh cãi khi tiền vệ Rodri dường như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài lại quyết định không cho Everton được hưởng quả phạt đền. Nếu như tình huống đó diễn ra theo một chiều hướng khác, rất có thể đội chủ sân Goodison Park đã không phải nhận thất bại trước những nhà đương kim vô địch. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard của Everton đã tỏ ra vô cùng bức xúc về tình huống này. Tôi có một đứa con gái 3 tuổi ở nhà và ngay cả con bé cũng có thể chỉ ra rằng đó là một quả phạt đền. Đó là quyết định thổi phạt dễ nhất đối với các trọng tài rồi. Quyết định đó đã khiến chúng tôi mất đi một điểm. Trong khi đó, chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Thì chúng tôi lại bị mất điểm bởi những kẻ chẳng thể làm tốt công việc của mình. Thật nực cười. Nối bước Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Điển vào ngày hôm qua cũng đã chính thức tuyên bố sẽ không thi đấu với Nga tại vòng playoff giành vé tới World Cup 2022. Đây là ba đội bóng nằm chung nhánh đấu với đội tuyển Nga tại vòng playoff sẽ diễn ra vào tháng 3 tới. Quyết định này được ba đội tuyển kể trên đưa ra nhằm phản đối cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Trước đó thì Ba Lan là những người đầu tiên thông báo sẽ từ chối thi đấu với đội tuyển Nga và sau đó cũng chính Liên đoàn bóng đá nước này đã kêu gọi hai đội bóng còn lại trong nhánh đấu làm điều tương tự. Kết quả là Cộng hòa Séc và Thụy Điển đều đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ba Lan và tuyên bố sẽ không tham dự các trận đấu tại vòng playoff sắp tới nếu như có sự góp mặt của tuyển Nga. Chelsea đang phải đối mặt với những sự cạnh tranh mới trong thương vụ chiêu mộ hậu vệ Jukwuende khi mà mới đây tờ Sky Germany cho hay hai ông lớn của La Liga là Barcelona và Real Madrid đã nhảy vào cuộc đua này. Đó là còn chưa kể Bayern Munich cũng đang nhằm nhè hậu vệ người Pháp để bổ sung cho hàng thủ của mình sau sự ra đi của Niklas Süle. Dù từng tiến rất gần đến việc có được Kounde vào mùa hè năm ngoái, nhưng cuối cùng Chelsea đã không thể hoàn tất thương vụ này và giờ thì họ không còn nắm trong tay lợi thế. Nguồn tin kể trên cho hay Barcelona và Bayern đang là những đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua cho chữ ký của Kounde. Hậu vệ trẻ người Pháp đang được Sevilla định giá lên tới 70 triệu euro và cuộc tranh giành giữa các ông lớn dự kiến sẽ trở nên khốc liệt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Cũng liên quan đến Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge đã bắt đầu tính đến việc nói lời chia tay với thủ môn Kepa Arrizabalaga trong bối cảnh xuất hiện những tin đồn rằng Newcastle đang muốn đưa Kepa về vào mùa hè tới. Theo tờ Daily Star, Chelsea đã đưa ra mức giá khoảng 50 triệu bảng dành cho thủ môn người Tây Ban Nha. Kepa gia nhập Stamford Bridge vào mùa hè năm 2018 với mức giá kỷ lục 80 triệu euro, nhưng anh đã đánh mất đi vị trí bắt chính và giờ chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau thủ môn Edouard Mendy. Chelsea biết rằng nếu bán Kepa thì chắc chắn họ sẽ phải chịu lỗ, nhưng có thể thu về số tiền khoảng 50 triệu bảng thì cũng không tồi chút nào. Ngoài ra, việc đẩy đi Kepa cũng sẽ giúp The Blue cắt giảm được một khoản lương lớn bởi thủ môn này đang nhận mức lương quá cao so với một thủ môn dự bị. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.